Trong quá trình kiểm tra cơ sở này, các thanh tra phát hiện các thiết bị dùng để chế biến nguyên liệu đều trong tình trạng vệ sinh kém, nền nhà và tường đều dính thịt cũ. Điều này cho thấy tại đây không được dọn dẹp và khử trùng thường xuyên, nguyên liệu thịt dùng để sản xuất kebab có thể bị ô nhiễm. Và hơn nữa, tại đây còn được tìm thấy các dụng cụ không liên quan đến việc sản xuất kebab, ví dụ như bao bì đã qua sử dụng, rác từ rau hay xe mua hàng. Ngoài ra, chủ cơ sở sản xuất không trình được giấy tờ nguồn gốc của 3 tấn thịt gà được cất giữ trong nhà kho.